tương đối chặt chẽ, đặc biệt là với đội bóng đất cảng. Patrick Da Silva, Lee Nguyễn dứt điểm rất nguy hiểm và đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Rất bất ngờ cú sút xa đẳng cấp của Lee Nguyễn. Như chúng tôi đã cảnh báo, khi mà những tình huống phối hợp của Thành phố Hồ Chí Minh không thực sự được trọn vẹn thì những tình huống dứt điểm từ xa là một trong những điều mà họ cần phải tính toán. Và lần này, người đã thực hiện quả đá hết sức tuyệt vời là Lee Nguyễn. Cú sút hoàn hảo và không cho thủ thành Văn Toản bất kỳ một cơ hội nào để có thể cản phá. Đó là bàn thắng thứ tư của Lee Nguyễn ở mùa giải hôm nay. Lại rất nhiều sự tươi mới về mặt tinh thần cho đội chủ nhà, chắc chắn sẽ là như vậy.